Đàm Tùng Vận và Song Hye Kyo đụng tạo hình, người như hồi xuân kẻ gây tranh cãi. Cư dân mạng bất ngờ phát hiện rõ Song Hye Kyo và Đàm Tùng Vận có chung một tạo hình tóc. Tuy không phải là lưu lượng quá đình đám thế nhưng Đàm Tùng Vận vẫn là một trong những nữ diễn viên đắt giá của showbiz. Sở hữu ngoại hình ăn gian, tuổi thật cực đỉnh, cộng thêm diễn xuất đa dạng, cô nàng nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả mỗi lần đóng phim mới. Mới đây Đàm Tùng Vận lần nữa gây sốt cộng đồng mạng với một tạo hình cực kỳ trẻ trung. Theo đó, cách đây không lâu, phía Đàm Tùng Vận đã tung ra bộ ảnh mới của nữ diễn viên. Trong loạt ảnh này, sao nữ sinh năm 1990 để kiểu tóc xoăn xù mì, lớp trang điểm mong manh giúp cô nàng trông cực kỳ trẻ trung đáng yêu. Cư dân mạng nhận xét bộ ảnh này của Đàm Tùng Vận mang đậm hơi thở thanh xuân, đồng thời khả năng ăn gian tuổi của cô nàng cũng ngày càng đỉnh. Ngay lập tức, cư dân mạng đã đem tạo hình tóc xoăn này của Đàm Tùng Vận ra so sánh với Song Hye Kyo. Cùng một kiểu tóc nhưng hai nữ diễn viên này đem đến cho khán giả cảm giác vô cùng khác biệt. Vợ cũ Song Joong Ki được khen ngợi trông trưởng thành và mặn mà trong mái tóc xoăn. Trong khi đó cũng có không ít cư dân mạng cho rằng Song Hye Kyo hợp với kiểu tóc xoăn lọn to hơn. Một số bình luận như sau: bộ ảnh tràn đầy hơi thở thanh xuân, chẳng thấy cổ già đi tí nào, không phải fan nhưng khá thích Đàm Tùng Vận, thích từ hồi coi Mùa Hè của Hồ Ly. Cô gái nhỏ nhắn có ánh mắt biết nói, ai nói U30 không tin nhé, 16 tuổi thôi. Song Hye Kyo để kiểu tóc xoăn này cũng đẹp, nhưng lại thấy hợp kiểu xoăn lọn to hơn nhìn khí chất. Đàm Tùng Vận đúng kiểu cân mọi tạo hình, nhìn ngập tràn hơi thở thanh xuân luôn. Cách nhau 8 tuổi mà trông khác biệt thực sự, một bên trưởng thành một bên lại trẻ trung đáng yêu. Đàm Tùng Vận gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cầm Ý Chí Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Mới Đây Nhất Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám. Với lợi thế ngoại hình trẻ trung nên dù đóng cặp cùng đàn em kém tuổi, cô nàng vẫn trông cực kỳ đẹp đôi. Về khoản này rõ ràng Đàm Tùng Vận ăn đứt Song Hye Kyo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.